Hello mọi người, cảm ơn đã trở lại kênh của Quý Công Viên nhé. Ở đây hôm nay mình ra vùng này là vừa đến nơi này. Đây là vùng Vạn Trạch các bác nhé, thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Đấy, hôm nay mình ra đây thì cũng không phải chỉ hai anh em mình đâu. Đấy có đồng nghiệp kìa, đấy đồng nghiệp kìa. Bên này cũng có đồng nghiệp này. Đấy, hôm nay mới đầu mùa nên thành ra mọi người đi câu hơi nhiều đấy. Đây hai anh em cố gắng kiếm được ít con quay cho mọi người cùng xem nhá. Rồi theo chân của hai anh em mình nào. Lên rồi nhé. Ăn khá nhỏ. Được rồi. Em đầu tiên này. Ủa, bông mới thế. Khai trương. Đấy, đây là chiếc rổ huyền thoại này. Đấy, hàng đuôi nó ngoài lên này. Chạy vào đây. Đây là lươn rượp, quê mình gọi là lươn rượp đồng. Thôi câu quá, phía ngoài là ăn. Đây này nước nó ngập lên các bác, nếu mà nước cạn thì mới dễ nhìn hang hơn đấy, nước nó ngập lên thì khó nhìn, nhưng mà với mình thì mình dễ nhận biết được, sờ tay vào cảm giác và ăn luôn này. Đây, mọi người, ôi chưa rồi đấy, chắc con này bé sao. Khó kiểm soát hang quá. Rồi, ăn được rồi. Đúng rồi nha, đây kéo lên. Wow, cũng khá đấy các bạn. To phết đấy. Đấy. Hai em này đó. Hai em nhá. Đẹp tuyệt rồi. Vậy là được hai em rồi. Con bé ú ú này. Hôm nay bao mới
À, em ngon lắm các bạn. Đơn gì ăn nhỉ? Rồi về thôi. Con này, câu cá bùa anh chả ăn. May, hôm nay chắc chắn là may rồi đấy. Bên em có con hang rồi này, cạnh đấy luôn. Ok nhá, khi nào ăn mình lại, đấy mình lại quay tiếp nhá. Đây gọi hang à. Bẻ khổ quá. Ôi ăn luôn này. Bên này bẻ quá. Ôi cũng to đấy. Bẻ đấy, khá này. Đông như này là tốt lắm rồi. Rồi chưa? Ba em rồi đấy. Đấy, ao này là okay. Ba em rồi đấy. Ao đẹp cho mọi người nè. Tiếp tục nhé. Ruộng là chưa hỏi các bạn. Ruộng nó chưa gieo ấy. Ấy ui thằng em nó bắt được con lươn to chưa kìa. Ấy nó câu ở mương ấy. Nó to đùng luôn rồi, mọi người ơi. Ủa thịt quá. Đi băng qua đây luôn. Đây. Đấy. Ôi. Hay thế nhỉ? Ơi. Hay thế nhở. Đông như này là to mọi người nhá. Đấy. Ui to phết vàng ươm luôn này, mọi người này. Bắt đi. Wow. Đẹp tuyệt vời nhá. To phết đấy. Đẹp tuyệt vời. Hay thế. Sướng không? Sướng. À, 4 con mọi người nhá. À, mình là đi có long hoàng lúc nữa. Đó, tuyệt vời. Thank you.
Sáng giờ mà thấy hang đẹp nào mọi người ơi. Đấy, ông nằm tít ở trong này ơi. Mọi người nhìn nhá. Đấy. Đấy, hang đẹp nhá. Một đại hang này. Đấy. Mình qua mình câu nhá. Đấy, bên này một hang rồi này. Đây, hơi xa đấy, ở đây. Đấy, hang tự nhiên nhá. Ok. Bây giờ mình xuống để chuẩn bị câu rồi nhá. Mọi người đợi nhá. Đấy, hai anh em câu hai hang, em câu 20 này. Giờ hình hơi khó, hiểm trở lắm đó. Mình câu hang này. Ăn rồi mọi người nhá. Đấy, ăn rồi đấy. Không vâng, động động lúc là ăn rồi. Con này không biết to không nhưng mà hang to lắm. Rồi, không cầm bao tay thôi. Đặt lại ấy bao tay kìa nào. Rồi, lôi ra đi. Cầm luôn. Ôi, địa hình phức tạp quá. Ui, nặng lắm mọi người ơi, nặng. Con này khá đấy. Ồ. Đấy, nó xoay, mình xoay theo nó nhé. Nó xoay nhanh quá thì mình kéo ao nó ra. Bông đẹp chưa? Cây củ nhiều quá. Đó, to nha. Yeah. 5-6 con gì đây rồi. 7 con gì đấy, khá nhiều rồi. Nào, còn một hang đấy mình không nốt. À, có người hỏi quý là bao giờ thì đến mùa lươn đẻ, và quý xin thưa rằng là cuối vụ năm này các bác nhá,
Tức là nếu các bác ở miền Trung thì các bác biết vụ năm tức là xa Tết. Đấy, bây giờ là người ta gieo xạ này, cuối vụ này, tức là đến lúc mà lúa nó đẻ nhánh ấy, xong bắt đầu đón đồng ấy. Đây, lúc đấy là lươn nó đẻ nhá. Đấy, vụ này có đẻ vụ này này. Đến vụ này nó đẻ thì câu dễ câu hơn các bạn. Lúc đấy sẽ hang đuôi của nó là tức là hang ở dưới ấy. Nó sẽ ra, nó nở tuét tuét luôn đấy. Nó dễ nhìn lắm. Và hàng trên nó sẽ là có tổ con nhá, trên khô ấy. Có bọt như bọt cá liết thia ấy. Người tha hồ một câu. Thì ăn luôn các mọi người ạ. Kẹo tay mình vào rồi đấy. Không biết to không nhưng mà cảm giác rồi đấy. Ôi, trượt rồi mọi người ơi. Ui. Ui. Ê. Mở cổ lại nhá. Đấy, nó lên lại này. Lên đấy, đấy thì ăn rồi đấy, chả biết to hay không, mừng vừa không quá. À, được rồi, nó xoay rồi đấy, từ từ đã. Ui, lặng đấy. Ô, ui, lặng. Con to này. À. Có chưa? Đấy, lươn đồng nó to nha mọi người này. Wow, con to lắm. Nha. Thích thế. Nhiều phết rồi đấy mọi người ạ. Đây. Đùa chứ nhiều lắm này. Rồi, lặng lắm ấy. Thôi nhá, mình tiếp tục nhá. Câu cho lút luôn. Đó, ok. Ui, lặng hết rồi đấy. Nặng quá mọi người nhìn không rõ. Đấy, hang đuôi nó ngoài này nè. Đây, hang đuôi nó đây. Rồi, xong rồi. Hy vọng con này ăn nhá. Đấy, nó từ bên đấy nhá. Mình qua đây này. Nó ấy qua từ đây này. Ơi. Mọi người nhìn nhá. Đấy, nó qua từ đây luôn đấy. Bây giờ mình ổn định lại camera rồi mình câu nhá. Đấy, đến rồi đấy. Không đợi đấy.
nhưng mà cầm câu xa xa ra tí. Thôi đừng cho vào sâu. Ui, nặng. Hả? Nặng. Răng à? Nặng. Tốt rồi. Từ từ thôi. Bắt tôi. Ui, cả tôi đấy. Có ra tí nào không? Không, còn hoàn được bao nữa. Được vào á? Ừ. Con này thì chết rồi. Cẩn thận. Nó mới động lúc đã. Chỉ còn trường hợp ngoài ý muốn thôi. Chứ còn con này là chết rồi. Những kẹo cũ mà ngưng. Bật lưỡi à. Thấy chưa? Ui, sụt lưỡi có vào luôn. Ai bảo cho ăn sâu quá đúng không? Không. Rồi, mặc tỷ rồi. Ơ, dưng nhóc. Còn mắc không? Còn. Còn mắc thì cậu kẹo căng ra rồi móc luôn, móc ăn. Ở gần hơi ở sâu rồi nè. Mặc rỉ là chắc chắn thôi, chỗ này rỉ cây nhiều. Mặc đất. Mặc rộng ra. À, làm tin này. Đầm lên à? Đầm lên. Ôi, hàng đẹp. Mình có ăn mệt dưới. Rồi không đất rồi đó. Những kiểu cũ thì chặt mọc tiếp. Luôn tay vào luôn, mất thì thôi. Sao mất? Đùa. Kéo ra đừng kéo cũ. Nhiều rễ cây quả. Mệt à? Mỏi tay. Thằng to đấy, bẻ đâu. Ôi, khổ thế.
chưa được không? Được. Mọc trên nè, mọc không trên nè. Ôi, khổ quay quá mọi người ạ. Ở cái vị trí nó ấy quá. Đấy, mọc phanh nè. Cẩn thận được gai cũng có thứ trong ấy. Tay ngược tay móc tay kia mặt quá. Rồi mình rút vào. Để to lên cho mọi người cùng nghe xem nào. Đấy, những trường hợp như này là bắt buộc phải bởi hang rồi mọi người ạ. Cũng cố kéo ra nhiều tình huống lắm, nó cố móc đi nơi kẹo ra. Phải cố vào à, ấy mắc gì đừng cố. Cho ăn sâu quá. Không sâu nó không ăn. Gần đến nơi rồi. Hả? Ra rồi. Cẩn thận. An toàn. Đấy. Chắc mặc để cái thanh ngang mồm nó là chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Đấy, ra rồi. Ra rồi. Ra rồi mọi người. Wow. Con lươn này các bác này. Ôi trời ơi. Thế này thì làm sao mà bảo là tao sao. Cầm lên cả chỗ nào. Wow. Ôi lươn đồng này các bác này. Wow. Con này kiểu gì về mình cũng cất lại xem bao nhiêu cân. Wow, nó vàng ươm luôn này. Yêu ơi, lươn này. Rồi, thế là sao không? Lấy câu vật tuyệt vời này mọi người. Wow ơi. Ai ngờ to thế này. Ai ngờ con nào to như thế này rồi. Wow, nó bé ú này. Wow. Wow, tôi tưởng là bé cơ. Wow. Không ngờ luôn. Wow, nó to nhất luôn. Lươn đồng này. Đấy, cho vào đi em. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, bổ hoang đấy nữa. Để trước làm ruộng, bây giờ người ta lắp dần để làm nhà này. Đấy á, hàng lươn to chưa. Ôi, thịt thật đấy. Phê luôn đấy. À, thôi cười cái. Chân tay em bảo sao nó nặng thế. Rồi. Mọi người xem hay nhớ đăng ký kênh nhá, để xem tập mới nhất của Quý Công Viên nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Đấy, vừa nãy vừa công được con to ở kia. Ở đây thấy hang này này. Còn dưng tay à? Hang này cũng vừa phải thôi các bạn. Không to lắm. À, mình sẽ câu cho mọi người cùng xem nhá.
Vẫn run tay à? Hàng này là hàng sát bờ các mọi người nhé. Mình không, nhiều khi cũng chẳng cần, nếu mà câu, cứ cho câu vào câu nhé, nó ăn luôn thì tốt. Nếu không á, các bác phải tìm hàng trên. Nhưng mà thường thường mình là không ít khi tìm hàng trên lắm, vì nó gần bờ như này rồi, nó sát bờ, bờ cao như này rồi thì không cần. Đấy, nước nó lên này. Đấy. Đấy, nó phun phun ra này. Đấy thế, mình zoom lại cho mọi người nhìn nhé. Phun phun ra này. Nặng quá thì nào. Nặng quá quay cũng không được đẹp mọi người ạ. Phun phun nước ra này. Gọi là những cánh đồng bất tận. Sao nó không ăn nhỉ? Nếu mà có một lúc mà không ăn thì mình phải tìm hàng mới nhá. Thì có nghĩa là hàng trên, hàng khác ấy, không phải hàng này. À, khả năng mình không làm mất thời gian của mọi người, mình tạm dừng và mình tìm hàng trên nhá. Đây, mình vừa tìm thấy hàng đây này. Nằm cạnh đấy khoảng 1 mét, hơn 1 mét nhá. Để tìm thấy hang ở trong này. Đây. Ở đây nhá. Đây, mình ổn định camera, mình sẽ câu cho mọi người xem nhá. Đó. Máy lên rồi mọi người này, có hiện tượng nước này. Đấy, mọi người cứ bảo là sao tìm những chỗ nào là tìm hang lươn đấy, thì mình nói là đầu tiên mình phải xác định là vùng đấy nó có lươn hay không. Đấy, và thứ hai là câu ấy, câu lươn thì nếu mà câu lươn ruộng ấy thì hang nó mới làm ấy thì người ta nhìn thấy ngay nước đục, bùn nó đẩy bùn lên nước đục đấy, giữa đám đục đấy là có một cái hang của nó. Và thường thường người ta câu thì những hang như thế thì câu tìm hang trong câu là ăn nhá. Còn nếu mà câu ao hồ ấy thì mình sẽ tìm bằng cách là tìm trực tiếp, chứ không bao giờ mình nhìn thấy hang đuôi của nó đâu nhá, ít lắm. Ao hồ nào nó nông thì nó dễ nhìn thấy thôi, còn ao hồ sâu thì không nhìn thấy được. Hang này thì không phải như hang cua nhé, nó không đâm thẳng một mạch xuống dưới, và nó hang cua nó sẽ là điểm cung nhé, tạt nước vào nước nó không rút đâu. Và trong hang cua thì nó có càng nó đào mà thành ra có những điểm gờ 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 ấy, nó không trơn nhẵn như hang
hang lươn tròn như hang lươn đâu. Thường thường hang lươn ấy thì mình nhìn ở các cái bờ như này ấy, nhìn trong đấy là có những cái rễ cây, rễ cỏ ấy, có sơ hai bên ấy, chung quanh ấy. Còn thì thường thường như thế là mình chỉ cần chặn nhẹ vào thì nước nó tụt xuống, rồi mình biết là lươn rồi. Mình cho câu sâu vào, nó cứ lên xuống thôi, nước nó chạy theo, ngang cua vào thả vào con cua nó lôi hết chút ngay. Thường thường hang trên của nó hay bí hiểm lắm mọi người ạ, nó không lộ thiên cho mọi người dễ nhìn đâu, bắt mình phải tìm đấy. Con này khá to đấy, đang to này mà. Thôi nhẹ thôi. Về cây không? Có, hơi mắc. Được kẹo không được. Được kẹo không? Được kẹo không? Được kẹo thế. Em đẹp. Đẹp. Ôi, bây giờ cũng buồn rồi. Hai anh em cũng xin phép về thôi. Bây giờ 3 giờ chiều rồi, giỏi lắm rồi. Khi nào mình rảnh mình lại giá câu lại cái hang không ăn nhá. Hang cái này nó không ăn. Đấy. Vậy thôi thì mình chào mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi tập mới nhất của Quỷ Công Binh nhá. Rồi, xin cảm ơn ạ. Rồi, lên xe đi. Ai xem thành quả này. Hôm nay đường em to đùng đấy, chắc ít hơn hôm lọ nhưng mà cũng nhiều các khách đấy. Đấy, lươn to lắm, như con cá lóc luôn các bạn ạ. Nhìn này, ê ôi, bắt con lươn xem nào, cái đầu nó bé nhưng nó to lắm. Vâng, đấy, tuyệt vời chưa. Nhìn con lươn mà mê luôn, nhìn con kia thì chả là cái gì cả. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử cân coi được mấy cân các bác nhá. Đấy, bây giờ mình cho tất vào một cân luôn. Rồi. Buộc chặt lại. Buộc lại. Xem con to đấy. Em được mấy lạng thôi. Buộc lại. Đấy, có ạ. Thế em xem. 2 cân 2 cân 7 ạ. 2 cân 7 các bạn. Rồi. Đây, xem con to được bao nhiêu nhá. Đồ vào. Xem bắt mỗi con to có được 5 lạng không? Khả năng về hơn đấy các mọi người ạ. Em to đùng rồi.
Wow. Buộc vào. Ui. Ui, tạm lạng này các bác này. Ui, tạm lạng nhá. Buộc kỹ vào. Đấy, tạm lạng nhá. Ok nhá. Ui. Kỷ lục người Lâm Đồng đấy. Tạm lạng nhá. Đấy. Thật tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá.